Hello, 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 xin chào tất cả mọi người nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại video về Minecraft Pixelmon tập thứ 8 nha các bạn. Mình rất là vui luôn vì các bạn hiện tại là đang xem video này. Mình nghĩ là khả năng cao là các bạn đang chờ đúng không? Vì hôm nay á, theo như lời hứa của mình thì mình sẽ đăng hai tập Pixelmon trong một ngày luôn. Đó chính là tập thứ 7 và tập thứ 8. Thì mình đã đăng tập thứ 7 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tập thứ 8 nha các bạn. Đây là một cái lời hứa của mình ngày hôm qua. Do là mình đã quay video lỗi, không có đăng tập thứ 7 ngày hôm qua, nên hôm nay mình hứa là mình sẽ đăng hai tập để bù cho các bạn. Vậy cho nên là ngay bây giờ mình đã thực hiện lời hứa của mình rồi. Còn các bạn đã thực hiện lời hứa của các bạn với lại Mr. J Gray chưa? Khả năng cao là chưa rồi đúng không? Lời hứa của các bạn đó chính là đừng quên hãy nhớ bấm nút like cho video này. Cũng như là đừng quên nữa hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới để không bỏ qua bất kỳ video nào về Minecraft Pixelmon mình tung lên trong tương lai nha. Đặc biệt là nút like nha các bạn, bởi vì khi mà video trên được 2000 lượt like á, đó sẽ là một cái động lực rất là lớn luôn để cho mình làm tập thứ 9 nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói sơ cho bạn một chút xíu nè. Thì mình đã đổi qua không dùng kẹp tóc nữa mà mình đổi qua dùng dây chuyền nha. Đó, dùng dây chuyền nhìn cho nó ngầu ngầu, cho nó găng xì tơ các bạn. Thì mình đã có chế tạo một số bone mới và cũng đã lượm được một số trái trứng nè. Thì đi kiếm cái trái trứng 25 km không ra luôn, nó chỉ ra được hai trái 20 km thôi. Và một số bạn thì cũng nói với mình là anh ơi, cái trái trứng 20 km đó nó mới ra legendary Pokemon xịn, còn trái trứng 25 km đó nó chỉ ra những Pokemon của gen 8 thôi. À, mình nghe thì mình thấy cũng đỡ buồn một chút. Thì ngày hôm nay á, mình sẽ đi huấn luyện các em cấp phư này để em tiến hóa nha. Hôm tập 7 là mình đã bắt được kem cấp phui này, phải gọi là rất là khó khăn luôn các bạn, phải gọi là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà cuối cùng thì cũng bắt được ẻm. Ngày hôm nay thì mình sẽ cho ẻm tiến hóa lên cái dạng tiếp theo là dạng Yusifu nha các bạn. Ui, có một em mèo em đòi đánh nhau nè. Trời ơi, ẻm giỡn mặt với mình thiệt cái tư. Đừng đùa với lại Zacian nha. Rồi ok. Và các bạn cũng nói với mình á là Zacian á là một Pokemon mạnh, phải gọi là cực kỳ mạnh, có nhiều nơi nhà thi đấu á, còn cấm Zacian, không cho Zacian vào thi đấu luôn, bởi vì Zacian là một Pokemon mạnh, phải gọi là mạnh quá ảo. À, mạnh đến mức mà ai nhìn thấy mà quýnh xong á là cũng cay cú, bởi vì không biết làm sao mà lại thua. À, nhưng mà thì hiện tại là mình đã có Zacian thì cũng mạnh rồi, mình sẽ hả tiến hóa em cúp phương này cho nó dữ. Cái gì vậy trời ơi, ở đâu ra vậy ta? Ui, được một em Charizard boss và một em Rayquaza luôn. Ui, Rayquaza xuất hiện ở khu này bữa giờ hình như mình thấy cũng hai lần rồi đó. Bắt luôn đi ha. Hay là win boss rồi bắt trước ta, bắt sau ta. Thôi tạm thời là mình chưa win boss đâu. Mình nghĩ là mình sẽ bắt Rayquaza trước đi các bạn ơi. Ok ok. Quăng Zacian ra đối đầu với lại. Ê, không được. Hôm bữa bị lần này nhớ đời rồi. Rayquaza vô đổi anh đi. Ok. Rồi, ngay bây giờ á mình sẽ sử dụng một cái tuyệt chiêu nó nhẹ nhẹ với lại Rayquaza này ha. Mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu Mood Shot đi. Chắc là Rayquaza sẽ không bỏ mạng đâu ha. Ok, có vẻ là không ảnh hưởng gì luôn. Vậy thì dùng Fire Blast được không trời? Sợ quá. Rồi thử đi. Một khúc máu. Ui, ít quá. Cái này chắc cỡ chừng 15% máu thôi. Thôi được rồi, không sao. Càng ít thì mình càng dễ nhắm chừng các bạn ơi. Rồi tiếp tục. Ui, sao không dùng được chiêu vậy? Thôi chết rồi, Roden chuẩn bị lên đường rồi mà quýnh Rayquaza chưa được tới máu đỏ nữa. Máu đỏ thì quăng bôn là lụm luôn ha. Rồi Roden lên đường luôn. Eternatus. Ôi trời, Eternatus là Pokemon hệ hệ gì mình quên mất tiêu rồi nè. Đánh như Rayquaza có được không ta? Oh my god, thôi chết rồi. Hay da, thôi dùng chiêu lửa ha. Mong mà Rayquaza đừng chết nha trời. Ui, hay quá, không chết các bạn ơi. Tuyệt vời, đúng rồi. Mình phải có được em Rayquaza trong đội á thì nó mới là phê. Ok, cố lên. Rayquaza ơi, máu đỏ đi mà. Ồ, chắc một lần nữa đó các bạn ơi. Mình nghĩ là chắc một hit nữa thì mình sẽ bắt được.
Wait a minute. Cái gì vậy? Hồi đang có hy vọng là em đi qua xa em ngủ một cái em hồi lại máu nè. Chơi chi ngủ? Hồi đang quýnh lộn mà chi ngủ kỳ ghê á. Rồi không sao đâu, ngủ thì mình cứ chơi chiêu lửa này thôi. Đợi đến lúc mà máu đỏ rồi đó thì mình sẽ quăng bôn ha. Ôi về về. Mình bắt được Rayquaza rồi các bạn à. Rồi Grand Ninja của mình cũng đã lên cấp luôn. Thôi bỏ chiêu này ha. Ui, đã làm tiến trình Wind Rider. Ui trời ơi, các bạn gì chưa? Ê coi chứ nó nở rồi nè. Để mình mở ra xem luôn. Ôi trời, ai vậy? Vanillite. Ôi trời ơi, em giỡn mặt với anh hả? Anh dùng chiêu nhẹ nhất của anh luôn. Em này giỡn mặt thiệt chứ. Ok, để coi coi được cái gì nha. Labras. Ô, em này xỉn nè. Ui, được phết, được phết. Em này được nè các bạn ơi. Ui nhưng mà không, em này mới là dữ. Rayquaza. À mà quên, trước khi bắt đầu video này mình cũng quên nói với các bạn á, là cái em Pokemon hôm qua mình câu được á là đã tiến hóa thành Greninja rồi nè. Đây cho các bạn xem. Rồi hôm qua thì mình đã cày cắp ẻm á. Thấy đẹp không? Nhưng mà đây cũng chỉ là em Greninja bình thường chứ không phải là Ash Greninja các bạn à. Cho nên là mình cũng chỉ là để vậy cho vui thôi chứ. Sau này mình sẽ bắt một em Ash Greninja cho nó dữ ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chia cái này cho em Kupfu đi. Rồi chúng ta sẽ thay Rayquaza vào team. Đấy. Rồi ngay bây giờ là các bạn đã thấy được cái đội hình của mình hiện tại chưa? Đội hình của mình nè: Zacian, Groudon, Eternatus, Rayquaza, Cinderace và Kupfu. Kupfu thì hiện tại là mình để em ấy để cày cấp thôi, chứ cũng chưa cho em ấy tham gia các trận chiến được vì mới level 15 mà. Và khi mà em ấy tiến hóa thành Yushifu á thì mình cũng nghĩ là Yushifu cũng không mạnh đâu các bạn ơi. Sau này cho Yushifu mà mình kiếm được một cái cuộn giấy của bóng tối á thì lúc đó mới là mạnh á. Còn bây giờ thì đi ngủ với chị y tá thôi ha. Chị y tá, cho hồi máu Pokemon của em xíu ấy. Ủa mà khoan, hồi hết rồi mà còn gì nữa. Thôi đi ngủ. Rồi thì ngay bây giờ á là mình đi ngủ và ngày mai mình sẽ mang hạ cái quân đoàn của mình, đó, đội tuyển của mình để đi quýnh lộn nha các bạn nha. Hôm nay là để xem coi mình sẽ lựa một cái hội quán là để mình quýnh nhau coi. Hội quán nước, hội quán băng. Được á. Rồi qua đây. Hội quán nước nè. Rồi ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ vô cái hội quán nước này để đánh bại hậu quán nước này nha. Có Rayquaza rồi, kiểu tự tin hơn hẳn luôn. Đâu để mình xem sơ về chiêu của em ha. Ok, ability là airlock hả? Không biết airlock có mạnh không nữa, các bạn nhớ bình luận cho anh biết ha. Ok, hiện tại có chiêu Dragon Boost, cái chiêu này mạnh nè. Rồi có chiêu Rest, chiêu này thì để hồi máu nè các bạn, cực kỳ xịn luôn. Hồi nãy mình bắt em Rayquaza này á, mình dùng em Zacian để mình đánh ẻm mà mình run lắm luôn á. Tại vì mỗi lần mà đánh xuống máu đỏ sẽ em lại hồi lên, xong mình phải suy nghĩ đắn đo để mình đánh xuống máu đỏ hoặc là không các bạn à. Nhưng mà mình vẫn chơi liều, mình vẫn đánh xuống máu đỏ luôn. Liều á, ăn nhiều đúng không các bạn. Ok, hiện tại là em này có hai cái chiêu khá là hợp lý, đó là chiêu này và chiêu này. Chiêu này thì để hồi máu để nhanh nhanh cũng được, để đi bắt Pokemon đó mà. Rồi đây là cái hội quán nước ha. Hello. Trời ơi, hội quán ai cũng xăm hình gì hết à. Nè nhìn tôi cũng hội quán nước quá trời luôn nè. Tôi có cái mỏ neo nè. Ok, đào xem coi. Rồi Swimmer Stronghold. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vô đây và đi kiếm những người huấn luyện Pokemon và chúng ta sẽ đấu ha. Nhưng mà bây giờ đường lên là đường nào vậy trời? À đường lên đây là phải không? Mấy trứng nhỏ của mình nó đã nở ra rồi. Để mình thử mình mở đại đây luôn. Pikachu, Geodude, Spearow và Pikachu. Mấy cái trứng nhỏ thì nó nở ra giống nhau không à. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ học nghề bắt cua hả? Thôi cái này thì chắc cũng đơn giản ha. Ok bây giờ chúng ta sẽ phải đu lên cái nước này nè. Và gặp người đầu tiên, Horsey.
Cũng ghê đấy. Hay là bây giờ mình thử, mình đi một mạch lên trên mà mình không dùng Poke Hill không ta? Được không các bạn? Thử ha, thử ha. Thử trải nghiệm luôn. Giờ mình sẽ không dùng Poke Hill, mình sẽ không dùng lệnh, để coi coi là đội hình của mình đủ mạnh để cân không. Mấy con này mới level 12 à. Thôi tạm thời thì mình sẽ đổi Pokemon. Tại vì level 12 thì không nên mang Zacian ra liền. Bởi vì Zacian này để các cấp sau hợp lý hơn. Rồi, đánh như vậy thì nó mới hợp lý ha. Rồi, ok, không ảnh hưởng gì mấy với lại Cinderay của mình đâu. Cinderay của mình tuy nhỏ nhưng mà có vỏ lắm á. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái tuyệt chiêu này đi. Không biết là em kia có lên đường không nữa. Lên đường luôn. Dễ mà. Ok. Trời, no way, cái gì mà no way, đơn giản mà, cái đâu no way cái bà này. Cái ông này nói no way làm tưởng ghê lắm à. Làm tưởng giống như là khó khăn lắm hay gì mà ổng nói no way đồ dữ luôn bạn. Rồi, cảm ơn anh ha. Giờ em sẽ bắt cô qua đây và gặp cái chị này. Trời ơi, cái chị này sao mà mặc đồ mát mẻ dữ vậy trời. Ủa mà cái hội quán này level thấp quá à. Toàn level 12 đồ không à. Nếu mà level thấp như vậy á thì cứ cho Cinderay ra clear team hết luôn. Nói thiệt mà nói thiệt, Cinderay của mình ra chắc là clear team hết luôn á. Con này 13 thôi, vẫn dùng chiêu này cũng vẫn chết thôi à, yên tâm đi. Chết không, chết không. Ủa, lâu quá vậy, làm hết hồn luôn á. Ủa, chị này có tới 2 Pokemon lận nha. Kabuto. Ủa, cái em Kabuto này nhìn cũng hay hay á. Scary face hả. Ồ, mình nghĩ là mình sẽ bỏ cái chiêu này ha. The user fighter's target with scary face is low and speed. Ok, thôi được rồi, bỏ qua đi. Tiếp tục. Mình chỉ thích học những cái chiêu nào mà nó one shot, one kill đồ vậy các bạn. Đánh một phát chết luôn á, vậy nó mới vui. Ok, và sau này cái em Yusifu á, mình nghĩ là mình cũng sẽ đi kiếm cái cuộn giấy bóng tối á, để có thể tiến hóa ẻm thành một cái dạng nhất quyền, đấm một phát chết luôn. Saitama. Ok, bây giờ tiếp tục ha. Đây là cái anh này ha. Hi. Rồi, anh này thì cũng bình thường thôi. Lại tiếp tục cho Cinderay ra gánh team tiếp. Vừa sẵn như vậy thì cũng vừa cày cấp cho Cinderay luôn. Và cũng cày cấp cho em Kupfu nữa. Rồi, tiếp tục. Đấy, đơn giản thôi. Đâu có gì đâu khó. Kabuto tiếp hả? Ui, Kabuto này cũng mạnh á. À, mình hơi khinh thường đối thủ rồi đó. Không sao, không sao. Khinh thường thì dùng ăn cháy banh. Ui, ghê vậy. Nè, lấy Rayquaza ra khè nè. Lấy Rayquaza ra khè một xíu rồi. Ok. Dùng chiêu này luôn đi. Khè một xíu cho vui á mà. Nè, sẵn cũng kẹt cấp Rayquaza, chứ Rayquaza này mới 70 thôi, cũng chưa phải là quá dữ ha. Ôi, nhà thi đấu này mình thấy cũng khá đơn giản á. Nói thiệt các bạn luôn, mà nãy giờ mình mang Zacian ra là mình lên tới đâu luôn rồi đó. Zacian là Pokemon hiện tại đang mạnh nhất trong đội hình của mình. Hí. Ủa. 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 Bây giờ đi đâu trời? Ủa. Ủa, tới đây là lên hết rồi nè. Ôi, bây giờ là bay ra ngoài luôn. Trời ơi. Rồi, thế thì cho em Rayquaza chở mình lên đi. Rayquaza chở anh lên, Rayquaza ơi. Nè, cởi Rayquaza có vẻ dễ hơn Eternatus ha. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ quýnh với chị này. Và mình sẽ mang Zacian ra. Ui, chị này mặc đồ cũng mát mẻ quá. Ui, chị này có vòng tay Gigantamax kìa. Ồ, quá hay, quá hay, quá hay. Có biến hình không, có biến hình không? Hình như em Totodile này không có. Rồi, thế không có thì em sẽ cho chị đi luôn. Dòng chiêu nhẹ nhất của em đó. Đấy, tính hồi máu lại hả? Không có chuyện đó đâu, không hồi máu được đâu. Zacian mạnh lắm rồi. Ghê vậy sao? Ghê vậy sao, quýnh tôi dữ vậy. Ui, học được chiêu headbutt cho em cấp phư rồi nè. Thôi, mình sẽ đổi đổi lấy chiêu này đi ha. Ok, tiếp tục. Có cái xe kinh nghiệm mình nó cũng khá là hợp lý á.
hôm qua mình đánh em Gengar mình được cái share kinh nghiệm, mình thấy cũng vui. Có share kinh nghiệm đó thì cài cấp cho những em Pokemon nhỏ mà mới vô đội hình đó dễ hơn các bạn. Yeah, được khuyến hiệu rồi nè. Và được thêm một cái tuyệt chiêu nữa. Chiêu này cũng mạnh nha. Liquidation. Các bạn nghĩ mình nên cho chiêu này cho ai học các bạn? Có nên cho em Pokemon là em Kyogre học chiêu này không ta? Chuyện này các bạn fan nhớ bình luận và quyết định cho mình biết ha. Thì về học chiêu á, mình cũng chưa có rành nên thôi, mình để dành cho các bạn fan của mình chọn vậy. Chứ mình sợ mình học tầm bậy tầm bạ đó. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ha. Ê, ở đây là hai cái chỗ mà để lấy mấy cái giấy cuộn á, để mình thử mình qua bên đó đi. Đầu tiên thì cần phải đi qua chỗ của chị y tá nhờ một chút xíu để hồi máu Pokemon của mình cái đã. Bây giờ thì mình cố gắng là mình sẽ hạn chế sử dụng Pokeheal, bởi vì Pokemon của mình bây giờ cũng khá là mạnh rồi á, mà mình còn dùng Pokeheal thì nó cũng hơi ăn gian một chút, nên mình sẽ hạn chế ha. Mà đôi lúc thì cũng phải sử dụng. Tại vì đôi lúc mà ở xa chị y tá thân yêu quá thì mình cũng phải sử dụng thôi. Nhiều bạn nói là anh Jay thân thiết với chị y tá quá, em sẽ mét chị Bu Chi. Chị Bu Chi hả? Chị Bu Chi không có coi Pokemon đâu. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây để quýnh lộn với lại một cái khu vực triệu hồi ra cái này mình gọi là trụ Gigantamax á, thì gọi vậy cũng được ha. Ok, vô quýnh luôn. Rồi, em này hệ bọ đúng không? Hệ bọ thì cho một em hệ lửa ra đánh luôn. Cho em Cinderay ra luôn, sợ gì? Cinderay của mình bây giờ là cũng mạnh lắm á, đừng đùa. Bắt đầu trận đấu. Let's go. Em này là em Burmie. Wow, cũng dữ. Burmie này Dynamax thôi. Ok. Giờ thì cho ăn chiêu này luôn ha. Này thì đùa với anh. Cái nên bắt em này không ta? Bắt luôn. Quick ball nè. Đâu, thử xem. Wow, ghê vậy. Căng vậy. Dữ thiệt. Nè, phần thưởng cho Cinderay từ nãy giờ chiến đấu nè. Ê. Cinderay dễ thương thiệt á. Ok, bây giờ mình sẽ coi mình có cái gì mà mình mang ra cho mấy em Pokemon của mình sử dụng không ha. Rồi, hiện tại thì chỉ có cái này thôi. Cho em... Ủa, không được hả? Không được hả? Không cho ai xài được hả? Không em manage kỹ vậy? Sao nó ghi là... cho mà ta? Hay là nó cho bằng kiểu khác? Thôi, mình cũng bó tay luôn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha. Để mình đi ra kia mình kiếm mấy cái cuộn giấy á. Nhiều khi có những cái cuộn mà nó... trời ơi, được hai cái trứng 20km luôn. Hên nhở. Được phết. Được hai trứng 20km luôn nè, hên không bạn? Trời ơi, có nhiều hôm á đi kiếm khó gần chết. Có nhiều hôm á vô một cái được liền cục vậy, đã ghê không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới nhà thi đấu tiếp theo. À khoan, nãy mới nói là đi qua bên kia để coi cái cuộn giấy nữa. Xém quên. Đây. Hay ở bên đây hình như cái cuộn bên đây thì mình lấy rồi, đó là cuộn của nước ha. Bây giờ thì mình cần cái cuộn bóng tối á. Đây là cái cuộn của nước nè. Rồi, cuộn bóng tối hình như là bên đây. Không biết nữa. Nghe nói á là cái bóng tối á nó khó kiếm hơn. Đây thì nó cũng chính là cuộn nước thì phải. Không biết nữa, mà để mình bay vô trong mình xem mới biết. Mình cũng hơi thiếu tự tin. Không dám nói sớm. Cái này là cuộn nước thì phải. Đúng rồi. Thôi kệ, lấy luôn. Có cái nào thì mình sẽ lụm luôn ha. Bên đây coi có gì đây không. Được một số món đồ cũng bình thường, không đến mức mà phải gọi là quá dữ. Thôi đi. Ở đây không ngon lành cho lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà thi đấu ở bên nhà thi đấu băng đi ha. Hôm nay là chúng ta sẽ cho hệ băng và hệ nước biết thế nào là lễ độ luôn. Ok, rồi ở bên đây là một nhà thi đấu băng thì đường vô như thế nào vậy ta?
Đây, đường vô nè. Sao cái đường vô thì mình hẹp dữ vậy anh? Hello. Welcome to the Frostfall Dream. All dream leader love the freeze his opponent up. Ok. Nói nghe giống hù quá ha. Rồi. Bây giờ thì vẫn như cũ ha. Chúng ta sẽ chơi theo phong cách là không sử dụng lệnh. Vậy nó mới vui. Bây giờ nhìn thấy đấu này bắt cua cũng căng thẳng mệt mỏi quá vậy. Hi. Level 22 luôn. Thôi cho Zacian đấu luôn đi. Cho Zacian sung trận luôn. Những em này thì cho Zacian xử cho nó nhanh. Mấy em này level cũng khá là cao rồi á. Cho nên là mình cũng sợ là cho Cinderay vô trong đây quá. Cinderay thì cũng hợp lý. Tại vì lửa mà đấu với băng thì lửa ăn là cái chắc rồi. Ờ ha. Quên luôn. Vậy để hết đợt này đi. Hết ông này đi. Mình sẽ cho con tiếp theo ra là Cinderay. Quanh này level 23 nè. Ghê. Cinderay nè. Sợ gì? Cinderay cái gì đâu phải sợ đúng không? Cinderay mạnh mà. Có gì đâu phải sợ. Sút cho một trái bóng lửa là khóc ngay. Sút cho trái bóng lửa. Brick break. Chiêu dữ ta. Ok. Học với lại chiêu này đi ha. Endure hay là chiêu focus energy ta. Này đi. Ý, bấm lộn ơi. Bấm lộn chiêu mới đau chứ. Ủa, bấm lộn chi mà cũng được nữa. Bấm lộn chi mà cũng thành công nữa. Rồi tiếp tục. Cinderay. Ok. Đơn giản thôi, nhà thi đấu này thì cũng dễ đó mà. Không có gì khó lắm ha. Chỉ có cái là cái đường đi của nó hơi bị xú một chút. Rồi thích Zacian thì cho Zacian luôn. Thích ai thì anh cho người đó. Xong mà mấy nhà thi đấu này level của nó nhỏ quá ta. Hay là do cái lúc mà mình tìm thấy nó là lúc mà mình cấp vẫn còn nhỏ á. Thế cho nên là nó đã lưu lại là những người này là đều là cấp nhỏ giống mình lúc trước. Cũng có thể á. Thì ra đây là đại ca rồi nè. Phải không? Không biết nữa. Thử luôn. Chắc thế á. Này thì đại ca. Đại là lớn, ca là giọng. Lớn giọng là tiêu luôn đâu á. Rồi. Đánh luôn sợ gì. Giỡn mặt thiệt á chứ. Học được chiêu mới nữa. Ok, đổi chiêu hết. Ui dồi. Mình thì mình cũng không có rành về các chiêu á. Cho nên là mình thấy chiêu nào mà thường mà nó có đam á là mình sẽ thay với những chiêu mà nó không có đam nha bạn. Rồi. Xong. Thì ủa mình xong hả? Vừa mình tưởng ổng xong. Đâu thử mang Cooper ra trận vui coi. Mang thử ra trận cho nó vui vui nghe. Để test thử sức mạnh của em ha. Ok, chiêu này có vẻ chiêu mạnh nhất nè. Đấm luôn. Đấm luôn Cấp Phư ơi. Ủa nắm không được hả? Đấm đi Cấp Phư. Ủa nắm không được rồi. Rồi vậy thì dùng đầu hút. Ây ấy giờ không xin dê lắm. Có chừng chết luôn á. Ui cho em ấy trận cho nó vui á mà các bạn. Để em có cái kinh nghiệm chiến đấu á. Trời ghê vậy. Giỡn hoài. Trời ơi, dám quýnh đàn em của chúng tôi sao? Dám quýnh đàn em của tụi tôi hả? Ủa sao Cinderay của mình chết chung với lại em Delibird vậy? Ui, đồ khốn kiếp này. Rayquaza. Đồ khốn kiếp. Người đã làm gì hả cái tên huấn luyện Pokemon kia? Đồ khốn kiếp, ta cho ngươi chết luôn. Ha. Cứ tưởng các ngươi như nào ấy chứ, cũng yếu xìu. Hệ băng nè. Ok. Đồ quỷ yêu này. Dám làm cho các anh em của mình lên đường. Trời ơi, cay thật sự. Nhưng mà thôi kệ không sao. Thì cũng thành công rồi ha. Bị cái cô Phu nhập viện. Khổ thiệt á. Giờ phải đi qua nhờ chị ta giúp đỡ một tay mới được.
Trời khu này nó mưa dữ trời. Trời khu này nó mưa dữ trời. Trời ơi, trong cái map của mình á nó hay mưa quá à. Nó mưa hoài luôn á. Ôi lộn, nhà chị đá bên đây mà. Mình đi vô lộn nhà của chị bán hàng. Hello chị tá nha, cho em mượn cái máy xíu nha. Trời ơi, toàn là bóng Ultra Ball không. Kiểu mình rất là thích bắt Ultra Ball á. Ui kill Gray nữa kìa. Wow, đúng là trời mưa rồi buổi tối ra kill Gray là hợp lý luôn. Mà mình có rồi, mình bắt rồi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại nhà thi đấu tiếp theo. Để coi coi mình còn lưu nhà thi đấu này nữa không. Không còn lưu hả? Mình không còn lưu nhà thi đấu nào hết á. Nhưng mà hình như ở gần đây có một cái nhà thi đấu á. Để mình mở lên mình xem coi. Ở gần đây... Ui, lại kêu rên nữa nè. Ở gần đây là nó... Hiện tại là mình đang ở đây ha. Thì cái nhà thi đấu gần nhất nó sẽ nằm ở đây. Ok, giờ thì chỉ cần đâm thẳng thôi là tới. Let's go, let's go. Rồi bây giờ thì sẽ bay bằng Rayquaza luôn. Tại vì mình mới bắt được ẻm nên rất là thích. Mới bắt được cho nên là các bạn thông cảm nha, niềm đam mê. Ok, cái gì? Pokemon gì á? Em này như mình biết nè. Đánh luôn. Hệ đất đúng không? Hệ đất thì dùng hệ gì quýnh bây giờ? Ui mình tính là mình chưa có hệ gì khác hệ đất luôn á. Ồ đúng rồi. Hệ gì khác hệ đất ta? Hệ đá hả ta? Thôi hệ đất lấy hệ đất quýnh luôn. Vậy cho chắc. Không biết hệ gì khác hệ đất nữa, các bạn nhớ bình luận cho mình biết ha. Em này là em Marowak. Ủa sao mới ra em hết máu vậy? Hết rồi. Tưởng mới ra chưa làm gì mà đã hết máu chứ. Rồi kết thúc lẹ trận đấu luôn đi. Rodan, come on Rodan, kết thúc trận đấu đi Rodan. Hay da, em mới làm cái gì vậy? Ủa cái gì vậy các bạn? Cái này là cái gì vậy ta? Dynamax Energy. Ủa, ghê dở, chiêu, mới biết. mới biết. Ủa, một thanh niên cũng tiến hóa luôn, dữ. Và mấy thanh niên này cũng đều là Dynamax thôi. Tính ra là hình như trong mấy nó có tiến hóa Gigantamax không ta? Không biết nữa, các bạn hãy bình luận cho biết ở mấy cái ô này nó có bao giờ nó ra Gigantamax không nha các bạn nha. Chứ mình cũng bó tay. Ôi quýnh em mày được nhiều đồ vậy? Mà không được kẹo. Bắt luôn. Đang trời tối bắt luôn. Không được cái kẹo kẹo Gigantamax á. Kẹo Dynamax chứ lộn hoài. Ý được luôn nè. Let's go. Gì vậy? Gì vậy? Dẫn hoài. Gì vậy? Cứ thích hả? Đánh nhau thôi. Amorid này là cái gì vậy ta? Không biết có tác dụng gì với cái này không? Không. Bó tay luôn. Thôi, mấy cái này thì tính sau. Bây giờ cho cái phư ra ăn kẹo cái đã. Nè, cái phư ơi, ăn kẹo đi. Lên nhiều kinh nghiệm dữ, ơi nhiều level dữ. Chiêu này thôi, chắc bỏ vậy. Cái phương của mình đã level 32 rồi. Không biết là level mấy thì em mới tiến hóa nữa. Thôi thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục cài cấp cho em ha. Để mình bỏ một số đồ vô trong đây chứ bây giờ mình nhiều đồ quá. Đó, bỏ hết. Ui cái chiêu gì nè. Chiêu hệ đất, chỗ chiêu này yếu quá. Chiêu này được nè. Earth Power. Ui chiêu này học cho Groden chắc là hợp lý à. Vivillon. Ủa em bướm này thích kiếm chuyện quá vậy ta. Rồi, thích kiếm chuyện thì cho kiếm chuyện luôn. Ý cái gì á? Sport Ball hả? Cứ tưởng Ball xịn chứ. Rồi bây giờ sẽ cho Rodan học cái này ha. Nè. Đó, Rodan học cái chiêu này thế là được á. Thay với lại chiêu Mush Shot đi. Được không ta? Ừ được á, hợp lý á. Rồi, yeah, Rodan nhảy tưng 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 luôn. Cho học chiêu xong nhảy tưng 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 luôn. Mắc cười thiệt á. Ok, qua bên đây quýnh lộn tiếp nè. Ô, mình nhớ rồi. Hôm bữa ở đây á là mình đã bị bỏ lỡ một em Pokemon Ultra Beat. Và có rất là nhiều bạn nói luôn. Kiểu bữa đó mình cũng không có biết luôn á. Mình nhớ mang máng là đó là em Pokemon cô gái dáng.
phải không? Ok, còn cái em này là em cáo lửa nè, em này là chuẩn chuẩn lửa ra cũng dữ lắm á. Rồi quýnh luôn. Rồi đối với Pokemon hệ lửa như thế này á thì mình dùng Pokemon hệ đất ha. Sẵn test chiêu mà mình mới học cho Rodan luôn. Vô. Ok, đây là mắt luôn, dễ quá ta. Chiến quá ta. Rồi, Earth Power thử xem. Cũng không suy nhê lắm ha. Chiêu cũng bình thường à, không suy nhê lắm bạn ơi. Chắc là cái chiêu kia của mình là chiêu đỉnh nhất rồi đó. Nhưng mà mình thấy những cái trận chiến như thế này á, nó cứ bất công như thế nào á. Kiểu bốn người rất là mạnh lại đi đánh với một đứa. Kiểu khá là bất công á. Hay là do bây giờ là level của các Pokemon mình còn thấp, cho nên là nó cho gặp những cái trụ khá là yếu như thế này. Mình cũng bó tay luôn. Mình thấy như vậy khá là bất công cho những em Pokemon trong cái trụ này. Rồi, mình sẽ bắt em này luôn ha. Nhìn em cũng khá là đẹp á. Ok, giờ thì sẽ bắt một quả Ultra Ball đi. Dynaor. Cái này mình cũng được hình như là... Ui, không được rồi, hụt luôn. Tiếc quá. Cái em đó sau này tiến hóa lên cũng đẹp lắm á. Tiếc thiệt. Trời, cái nãy cái hình này kỳ quá. Rồi, bây giờ thì để mình cho em cứ phơi ra ăn kẹo tiếp. Rồi, ăn kẹo vô. Ok. Cái này là nó có tác dụng gì các bạn nhỉ? Cái Dynaor này các bạn nhớ bình luận cho mình ha. Hiện tại thì mình chưa có biết cái tác dụng của nó là... Có tác dụng là gì luôn. Thiệt. Chưa biết tác dụng mới làm gì luôn. Và cái Rare Bone nữa, cái xương hiếm á, cũng không biết tác dụng là gì luôn. Có nhiều thứ không biết tác dụng á. Ê, kem thiết lết này. Thôi mà, đừng kiếm chuyện với tôi mà. Tôi chỉ muốn đi đến nhà thi đấu thôi. Trời ơi. Đây nè, nhà thi đấu nè. Đó. Nhưng mà trước khi qua nhà thi đấu chắc là phải đến gặp chị y tá một xíu ha. Ok. Rồi, chị y tá ơi, em lại gặp chị nữa rồi. Chắc mốt mình phải đặt cho mỗi chị y tá một cái tên quá. Chị 6, chị 7, chị 8, chị 9, chị 10 đồ vậy. Vậy nó mới vui đó các bạn. Rồi, để coi nhà thi đấu này là nhà thi đấu gì đây ha. Đây hình như là nhà thi đấu đá. Hello. Chào mừng đã đến với nhà thi đấu Sandstone. Sandstone là sand là khác, stone là đất, stone là đá. Gọi là cái gì? Đá cát. Ok. Rồi, thì giờ mình sẽ đánh lộn với lại một em Picky Bot kìa. Ê, không mấy đợi xíu được không? Không mấy đợi xíu được không? Cho em đi ra bắt quýnh em Bot được không vậy? Đợi xíu được không? Không cho luôn hả? Không cho thôi quýnh luôn. Này thì không cho tôi nè. Ui, bên đây level 48 không à. 40 mấy không à. Bên đây mạnh nha. Nhà thi đấu này mà không dùng Pokéhill là hơi bị mệt đó. Mình nói thiệt. Ở bên đây mình thấy hơi bị thốn rồi đó. Căng nha. Thử thách không dùng Pokéhill hơi mệt. Iron Head hả? Ủa, cái chiêu này xịn nè. Ủa, cái chiêu này, nghe nói cái chiêu này á mà được học cho Zacian của mình là cực kỳ mạnh phải không ta? Vậy mà lại cho em cứ phương học mới ghê chứ. Rồi, đổi lấy chiêu detect này được không trời? Không biết luôn á. Đổi lấy chiêu này đi. Ảo thật á. Ui, trời, mới ở dưới đây thôi, mới đánh có một người thôi mà Zacian đã bỏ mạng rồi sao đánh. Ôi các bạn ơi, mình nghĩ là cái thử thách không Pokéhill của mình chắc không có nổi rồi. Được rồi, thì thôi bây giờ vô đây chắc là Rodan sẽ gánh tim á. Hay quá Rodan này. Tiếp tục ha. Cho Rodan gánh tim luôn. Tiếp. Đấy. Rodan sẽ gánh tim. Đấy, trời ơi, từ bữa đến giờ Rodan mới thể hiện được cái sức mạnh của em. Bữa giờ kiểu ai cũng chơi Rodan của mình đó. Tại vì Rodan của mình không có chiêu mạnh. Thế nhưng mà mình thấy cũng mạnh mà ta. Mình thấy cũng dữ á. Đúng rồi đó. Nhưng mà thấy đang chuẩn bị lên đường rồi nè.
Ủa chết rồi, nãy giờ mình quên là cái chiêu này dùng không có ảnh hưởng gì tới bà nội này mà mình dùng hoài. Hay da, chơi ngu và cái kết luôn. Rồi thì dùng Rayquaza. Kiểu Rayquaza bây giờ mình ưu tiên hơn Itinetus luôn rồi các bạn à. Ồ, do Rayquaza thì có nhiều chiêu hơn. Đấy. Tiếp tục ha. Còn chú nào nữa? Ủa, hai chú bên đây lận. Nhà thi đấu này sao nhiều người quá vậy? Hổ quán này đông quá. Hổ quán này đông vậy làm ăn chứ gì trời. Đông vậy sao chơi? Hơi Eternatus bây giờ phải học cái Ether Day Beam hay gì á. Cái chiêu đó không biết học ở đâu luôn. Mình đi kiếm mấy ông Mututo mà mấy ông không có dạy các bạn ơi. Hay là cái chiêu đó nó phải có sẵn ta? Ôi trời ơi. Kiểu Eternatus của mình thấy yếu yếu á. Cảm giác thấy yếu yếu các bạn. Thấy trong phim cũng dữ lắm nhưng mà cảm giác vô Pokemon mình thiếu yếu. Recover. Ồ, hình như đây là một chiêu rất là mạnh, được các bạn fan kêu mình kiếm, phải không ta? Mình nhớ mang máng là vậy à. Học đi, học đi. Ok, ai từ từ khoan. Ừ. Ý, Tornado kìa. Thôi mà đang có công chuyện bên đây rồi. Thôi có công chuyện rồi, bỏ qua đi. Đang có công chuyện bên đây rồi, muốn gặp lại sao ha. Ủa trời ơi, cái gì vậy trời? Vậy mà quýnh hoài không xong vậy. Dynamic Punch. Ủa, chiêu này mạnh nè. Wow. Cái chiêu này theo như mình nhớ là chiêu này rất là quan trọng á. Ủa sao em cứ phương này được học toàn là chiêu thứ dữ không vậy? Học toàn là chiêu thứ dữ không? Em tôi nói đết kìa, muốn bắt ghê á. Nhưng mà thôi, hẹn lại bữa khác đi. Rồi. Recover thử coi, hình như recover là hồi máu. Wow. Trời ơi, được ghê. Hồi một khúc máu nhưng mà kiểu không có phải là ngủ á, mà là thức luôn. Hồi máu lại luôn. Trời ơi, hồi đây cái máu. Ui, cái này người ta gọi là gì có biết không? Người ta gọi là chơi dơ. Chơi dơ, anh say chơi dơ. Ủa, mình không có chơi dơ nha. Em tự học chiêu đó nha. Ui, bây giờ hai em rồng của mình đều biết hồi máu. Ê, trời ơi. Ây, hai em rồng về chơi dơ thì cái chứ. Thôi kệ không sao. Như vậy thì mới gọi là hả, biệt đội mạnh chứ đúng không? Ôi, chết rồi. Ôi, chết rồi, mới nói chết rồi. À, lại đi. Mệt ghê á. Nè, lên đường luôn. Tiếp tục. Ông này ông còn chơi đổi Pokemon ra vô nữa. Ông này ông xí soạn quá à. Ông xí xa xí soạn tôi mệt. Ông ghê không còn đổi ra đổi vô nữa. Ông thắng được tôi không? Hurricane. Chiêu này 110 sức mạnh tấn công luôn. Mạnh dở. Quy đổi lấy chiêu này chứ còn gì nữa hang. Ai đổi không tại? Thôi đổi lấy chiêu Air Slash này đi. Ờ, đổi lấy chiêu này đi. Tiếp tục là cái anh bên đây ha. Trời, mấy anh này đi đứng ở chỗ đi nhìn rối mắt quá à. Hello. Hello. Recover. Ủa, hồi nãy là Eternatus tự vô chứ phải không phải chết hả? Ủa, sao lạ vậy? Ủa, lạ quá ta. Ông kia ông bắt mình đổi chung hả? Thích thì chịu. Thích thì chịu chứ có gì đâu. Trời ơi, đổi Pokemon nữa, tôi lạy ông luôn. Trời ơi, tôi lại. Trời ơi, nè, muốn tôi không cần đổi Pokemon mà tôi chơi tuyệt chiêu. Sức mạnh chơi dơ, coi đây. Hồi máu. Thấy sức mạnh chơi dơ chưa? Coi nữa nè, sức mạnh chơi dơ. Yeah. Đầy cây luôn. Xanh lè luôn. Ôi, ông này chẳng là gì tôi đâu. Ê, tính ra mà mình có một cái chiêu nữa đó mà đam mạnh á, xong hồi máu á, là cứ hồi máu xong đánh kiểu bất tử luôn. Sao? Ông muốn gì? Ông bây giờ ông muốn tôi sức mạnh chơi dơ hay là muốn sao? Hết chịu rồi. Sức mạnh chơi dơ tiếp. Đầy máu luôn. Thì giờ anh chị chơi dơ quá. Rồi, để tiễn lên đường luôn đi chứ. Hãy nói thiệt luôn, cao tơ nè. Ôi da, cao tơ hả? Thôi, cao tơ bỏ đi. Rồi, lên trên thôi.
tưởng nhà thi đấu của mấy anh như thế nào đấy chứ. Em thấy cũng đơn giản mà. Em thấy em xử lý các anh cũng nhẹ nhàng ha. Hay da. Sao mấy anh muốn gì? Mấy anh không là hai chỗ luôn, hai chủ luôn, lát qua mình xử luôn. Ý trời ơi, các anh nghĩ là các anh là gì? Ơ chơi dơ lẻ. Ê, bây giờ chơi internet tết vui quá à. Chơi nhúng vui luôn. Ui, chơi internet tết giờ vui thiệt á, kiểu chơi dơ đúng vui luôn. Chơi dơ tiếp nè, đó, thấy mình nhây không? Chơi dơ vui thiệt á chứ. Nè, phun lưỡng cái cho chết luôn, em Raiden đó. Ui, công nhận á, bây giờ Pokemon mình mạnh nè, mình chơi vui thiệt á. Kiểu chơi vui. Vừa vui mà vừa dơ nữa ông nội. Phun lửa tiếp. Đấy. Phun lửa tiếp. Em Onix này, ui 1% gì ảo vậy? Ảo gì ta? 1%. Ơi thôi cho xin một nén chơi dơ. Chơi dơ nghe cay. Ê chơi dơ không được á. Ui. Ừ, dơ được chứ, hết hồn. Tôi chơi dơ không được. Lại chơi dơ tiếp. Sức mạnh của chơi dơ vui nhất thế giới. Nè, Mandrawalk. Chết luôn. Close combat luôn nè. Ui, sao em cấp phương này được học toàn là chiêu xịn không vậy? Kiểu, những cái chiêu này là những cái chiêu mà phải gọi là cực kỳ đỉnh cao mà Zacian muốn học á. Ông mà tính là Zacian có chiêu này mà. Ui, sướng thật sự. Trời ơi, định mệnh vẫy gọi tên em. Ui, định mệnh vẫy gọi cúp phư của mình trở thành một thứ dữ rồi. Ủa, bây giờ qua đây đúng không? Chắc vậy rồi. Đánh luôn. Ui, một cái hố Ultra này. Lâu quá mới thấy một cái hố Ultra á. Rồi, ui, một em Pokemon gì mà cầm kiếm cầm khiên đẹp quá vậy? Lát nữa xuống xử lý luôn. Nè, giờ mình hết chiêu chơi dơ rồi. Không sao, đây qua xa vẫn còn chiêu chơi dơ. Mình nhây đến tới tận ông hả, trưởng chủ cái chỗ này luôn. Hết chiêu rồi bạn ơi. Hết chiêu rồi. Ơ chứ sao nãy giờ mình không dùng cái đó ta. Hết chiêu rồi, thôi đổi ra qua xa ra đây. Ready qua xa, xuất hiện đi. Ready qua xa. Ủa, bắt mình đổi lại Eternatus nè, chi vậy? Không, tôi muốn Rayquaza. Rồi, đánh thử chiêu này đi. Ủa trời, uổng quá, chiêu đó đánh mạnh gì mà uổng quá. Chiêu mạnh gì mà đánh uổng quá ha. Để dành cho ông chùm chứ. Ui, Boss Garchomp. Ui, xin lỗi ông chùm xíu nha. Tại vì mình thích Garchomp lắm. Xin lỗi ông chùm xíu nghe. Phải quýnh Boss Garchomp mới được. Ôi nhưng mà bây giờ nếu như mà quýnh là mình phải dùng lệnh Pokéheal á. Chứ quýnh không sao quýnh được ta. Để xem thử coi. Ui, Boss Epic thôi đúng không? Epic chắc là Rayquaza làm được các bạn ơi. Mình tin rồi. Oh no 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 no. No, Rayquaza làm không được đâu. Chạy. Chạy, Eternatus chạy, Eternatus. Chạy. Ừ. Thôi mình phải dùng lệnh Pokéheal rồi. Chứ mà quýnh như vậy không thì không có được đâu các bạn ha. Các bạn thông cảm ha. Rồi, cho ra Xian ra xử luôn. Tính ra Pokemon của mình bây giờ mấy bộ em chủ lực cũng mạnh lắm luôn rồi đó, không sợ ai nữa đâu. Kích hoạt Swordance lên trước. Giờ mình biết khôn rồi. Swordance xong rồi. Nè các bạn nên nhớ là em Garchomp này hình như là hệ rồng phải không? Nếu như mà đúng như vậy á thì em chuẩn bị hả lên đường đi. Này thì hệ rồng phải không? Em bớt giỡn đi ha. Kích hoạt cái này. Ô, không kích hoạt lần nữa có khi nào chết không trời. Thôi chém lẹ đi. Hết cơ hội anh ơi. Hết cơ hội rồi. Hay quá, ăn luôn. Yes.
Có đá mega luôn nè. Yeah 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 yeah. Trời ơi. Em ơi, em ga chơm của mình đâu rồi? À lộn, em chưa tới là anh ga chơm đâu. Đây nè, ga bay, ga bộ. Ga bộ còn chưa thành ga bay nữa mà đòi lên làm ga chơm. Nhưng mà thôi, không sao. Tương lai để mình cày lên có gì đâu. Có đá mega là vui rồi ha. Ê, có tiệc ký xét của hệ độc. Ồ, hệ độc hả? Ồ, em này hệ độc nè. Cho luôn. Ấy da, hợp lý. Rồi, giờ thì vô gặp chùm thôi. Chùm đâu? Chùm sò của mấy ông đâu? Ồ, ồ, nước gì mà tưng dữ vậy? Exist. Ok. À, chùm đây. Ủa, hôm nay có chồng tay đồ dữ quá ha. Rồi, như hồi nãy thì mình vẫn đang dùng Rewaza. Thì bây giờ mình vẫn dùng Rewaza cho nó đỡ ăn vàng xíu. Rồi, tôi sẽ quýnh dao. Ha. À, ha, biến bự dữ. Trời ơi, biến bự bằng cách bằng cái nhà thi đấu của ông luôn rồi. Nè, đừng tưởng là biến bự mà Rewaza của tôi sợ nha. Không được hả? Ồ, được chứ, sao không được? Giỡn hoài. Được chứ. Ha, đừng tưởng biến bự mà tôi sợ nha. Tôi không sợ đâu. Bớt giỡn đi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Ông nghĩ là ông có thể dùng một Pokemon kiểu giống hình dạng của tôi như thế này mà thắng tôi hả? Không có chuyện đó đâu nha cưng. Đừng có mà mơ màng nha. Không thích thì cho ăn chiêu rồng luôn. Cho em này ăn chiêu rồng luôn. Rồi ai nữa? Ông này tiếp. Ăn chiêu rồng tiếp. Rồi, ô, em này mạnh này, em này. Ô, focus bird. Ôi cái gì vậy? Ủa? Ủa cấp phương em có bị cái vấn đề gì về học chiêu không vậy cấp phương? Ôi cấp phương của mình có bị cái vấn đề gì về học chiêu không vậy ta? Ủa chết rồi, bây giờ không biết nên học chiêu nào luôn. Bây giờ mình nên học chiêu nào đó? Mình bỏ Iron Head được không ta? Mình không biết nữa. Vậy nhiều bạn nói là cái chiêu này khá là mạnh á. Nhưng mà không biết là mạnh với lại cấp phương. Có chiêu Detect nè. Hay là bỏ chiêu Detect đi. Hay là bỏ Dynamic Punch. Thôi, chắc là mình bỏ Iron Head ha. Chắc vậy á, chứ mình không biết là Iron Head nó có phù hợp với lại cấp phương không nữa. Tại vì biết sao không? Do là cấp phương là hệ giác đấu mà, thì cái chiêu này sẽ phù hợp hơn á. Mình thật sự là không có biết các bạn ơi. Cho nên là nếu như mà bây giờ mình có học sai á, các bạn đừng có chửi mình nghe. Ok. Rồi, tiếp. Xử lý em Nido King này đi. À, em Nido King này cũng dữ ha. Em Rhydon này cũng dữ ha. Tôi thắng rồi nghe. Ý chiêu gì đây? Chiêu gì yếu vậy? The real run. Chiêu để chạy hả? À, dạ, tưởng đồ ngon lắm chứ cũng không phải quá ngon ha. Mà thôi kệ không sao. Bỏ qua mấy cái đó đi. Có đá mega là vui rồi. Ui hôm nay tính ra mình làm được nhiều chuyện quá à. Hợp lý á, hợp lý á. Hôm nay đúng hợp lý luôn á. Nè, cấp phư đâu rồi? Ra ăn kẹo cấp phư ơi. Ăn kẹo cấp phư. Rồi bây giờ tranh thủ lụm ít mấy cái này của ổng đi. Ủa cái này xịn nè, cái này xịn nè. Bây giờ mình sẽ là anh đào hóa thạch may mắn. Để coi có may mắn thiệt không nghe. Ok, một cái mảnh hóa thạch. Qua bên đây để đào một ít cái bao shit này đi. Bao shit này về để chế tạo bone á. Kiểu mấy cái này khá là quan trọng á. Thấy là phải đào để còn chế tạo bone nữa chứ. Nghèo quá thì không được đâu. Rồi, ok xong rồi. Bây giờ thì chúng ta đi ra khỏi chỗ này thôi. Bye bye chú nghe. Ơi, này còn cái. Quên. Rồi, bye bye chú nghe. Ê, chứ trứng nở nè. Để thử coi được em gì đây. Bắp băng. Eken. No. Manemai. Manemai là Pokemon gì á? Ôi. Nope.
Nope. Đi thôi. Ơi. Mở cửa cho em anh ơi. À, cảm ơn anh nhiều nha. Ủa cái bên nhà thi đấu này nó xịn thiệt á. Nó nhiều kiểu á các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đánh với lại mấy cái bên này ha. Đây nè, ở đây nãy mình thấy có một cái nè. Ủa đâu rồi? Ủa nó lặn rồi. Hả trời ơi. Đây có một em boss nè. Ủa Bidrill. Em này dữ lắm á. Em này lúc trước mình cũng sợ em lắm á. Nhưng bây giờ thì không còn chuyện đó đâu cưng. Bây giờ thì anh không còn sợ cưng đâu cưng. Hey yo what. Trời ơi ổng ở dưới đây lần hả. Trời ơi khổ thiệt cái chứ. Bây giờ anh không còn sợ nữa đâu. Bây giờ anh đã là giang hồ quay. Ôi em nè em ở dưới lòng đất luôn hả dữ. Ah shiny luôn. Gỡ vậy sao. Này thì shiny. Hi. Ở đây. Chưa hồi máu Pokemon nữa. Ray quá ra. Quýnh đi. Hi. Ở đây. Ở đây. Cái gì. Oh no. Oh no em. Tôi biết sợ rồi. Tôi biết sợ rồi. Kích hoạt thì kỹ Z. Tôi biết sợ rồi. Tôi biết sợ rồi. Từ từ. Nhẹ nhàng với tôi thôi. Ủa. Ủa. Thì kỹ Z này xài sao vậy. Ủa nó mới xài. Ủa thì kỹ xét xài sao ta. Ê em internet chịu đựng đòn nè. Ủa mà nó biết xài thì kỹ xét. Trời ơi quê quá à. Có thì kỹ xét mà không biết xài quê thiệt á. Oh no. No. Em be real này mạnh quá vậy. Ôi boss ultimate hèn chi. Hèn chi. Thôi chạy. Mạnh quá à. Thôi thua. Em xin đầu hàng. Thôi mạnh như thế thì phải đầu hàng thôi chứ biết sao giờ. Mạnh quá. Bó tay chấm cơm luôn. Để mình bỏ bớt mấy cái này vô cái. Rồi qua bên đây. Chúng ta sẽ quậy tiếp cái chỗ bên đây ha. Ồ mẹ Pokemon này nhìn dữ vậy ta. Hệ điện và hệ nước đúng không. Hai hệ này. Sợ hệ này lắm. Quỳnh luôn sợ gì. Nhưng chơi không sợ mới rơi nhiên chơi sợ dây ray mà. Chincho. Oh. Chincho hả. Chincho mà đọc nghe giống hả. Chi chin chi chin chi nào. Rồi xử lý ẻm luôn. Chincho. Ê nghe giống như là xin chào. Xin chào, xin chào. Kiểu đọc vui vui á. Bắt luôn ha. U được học một chiêu Thunder này. Mà mình không có Pokemon hệ điện. Yes, được luôn. Mình không có Pokemon hệ điện. Hay da, tiếc quá ha. Không có Pokemon hệ điện mới đau chứ. Có em Electric nè. Nhưng mà mình không có huấn luyện em. Được một trái trứng 2 km. Ở đây còn nhà thi đấu nào để mình xử luôn không ta. Ồ cái gì vậy đây. Cái này là để làm gì vậy. Put this on your Pokemon to start. À nhấn vô là để học chiêu hả. Ồ cái gì vậy. Đâu thử coi. Không biết nữa. Thôi tào lao quá. Trả lại cái kiếm cho bé sói của tôi. Này đi quýnh tới bên. Trời ơi em cấp full level 54 rồi mà vẫn chưa tiến hóa nữa. Hay da em này tiến hóa cũng khó thiệt á. Chắc là mình phải đi kiếm mấy cái trụ mình quýnh tiếp ha. Oh my god. Cái gì vậy. Trời ơi giỡn thiệt cái chứ. Vừa mới quay lần sau chết luôn. Ảo. Ôi trời ơi. Không biết làm sao nha. Mà mình cứ có cảm giác là cái em Rayquaza này em bay chậm hơn em Tynatus á các bạn. Tynatus gì lộn. Đập lộn đập thiếu tên ổng hoài. Ê có cái này vô này để kiếm coi có cái gì may mắn không nghe. Ê trời ơi đừng quýnh lộn với tôi nữa. Thôi kệ quýnh lộn tôi cho tôi kè cấp cũng được. Rồi
Giờ để thử vô cái này coi coi là mình có may mắn ngày hôm nay không nha. Nhiều khi lại được cái quả Masterball. Ok, let's go. Ê, tí nữa chơi ngu rồi, tí nữa chơi ngu. Ê, cầu trời, cầu Phật nghe. Cái gì đây? Oh man, không ngon lành cành đào lắm. Cái gì đây? Oh man, sao mình cứ oh man hoài vậy? Mà sao mình không oh yeah đi ha? Oh yeah là vui lắm chứ oh man là cũng buồn. Cái gì đây? Oh man. Oh man hoài luôn. Sao oh man hoài vậy? Không cho oh yeah. Được quả táo vàng nè. Thôi muốn ồ yeah ghê, toàn là ồ men không mà khổ thiệt chứ. Cái này là cái gì vậy trời, lụm luôn. Thôi cho cái đó tôi không cần đâu. Ồ men. Toàn là những thứ không cần thiết hiện tại không à. Vô kim tử tháp mà kim tử tháp này cái ông pha rong ông ở đây ông không có chơi Pokemon hay gì. Ờ đúng rồi, ngày xưa làm gì có Pokemon đâu trời. Ồ có mà, Pokemon thời tiền sử. Ờ đúng rồi, có mà ta. Ôi vậy cái ông này là ông không có cập nhật thông tin đồ rồi. Ông này yếu rồi, ông này yếu rồi. Ê nãy mình thấy có cái lạng bên đây, để mình bay qua bên đây mình check in cái. Đó, qua đây check in ngay. Có cái gì để mình check in mình lụm ngay. U bên kia có một cái tháp kìa. Lát qua coi luôn. Ở đây là một cái nhà thi đấu luôn. Phải không? À, chắc vậy ai biết đâu. Vô quýnh luôn chứ biết sao vậy. Ôi. Ủa. Ủa. Trong thế giới này có zombie hả? What? Nè, đánh lộn trước kìa đã. Ủa trong thế giới này có zombie hả? Ủa cái ngôi làng này đều bị biến thành zombie hết rồi. Trời ơi. Ôi ơi, ngôi làng này kỳ quá. Ngôi làng này vậy là chị ta ở đây cũng biết thành zombie hả? Vậy là thành zombie nữ hả? Hey, cũng dữ ha. Zombie nữ chắc vui lắm á. Rồi, let's go. Đánh luôn, sợ gì? Yeah, Sandile. Sandal, đọc là sao ta? Sandile đi, đọc vậy cho nó Việt Nam nha bạn. Sandile. Yeah, được kẹo luôn. Bắt luôn. Được không ta? Chắc được á, mình nghĩ chắc được á. Đó, thấy chưa? Ê, được kẹo nè. Ủa kẹo đâu vậy? Hết hồn, tưởng mất kẹo chưa, chắc khóc luôn. Tính ở đây để kiếm chị ta bán đồ, kiếm mấy người bán đồ mà bây giờ ở đây làm gì có người nào bán đồ đâu. Đúng không? Ở đây toàn là zombie không mà ai bán đồ cho mình trời. Thôi làm gì vậy? Làm gì vậy chú dân làng? Chú bị gì vậy? Mấy chú dân làng này trở thành ác quỷ hết rồi. Ê, mình tự hỏi là nếu như mà mấy chú dân làng trở thành zombie thì mấy chú ấy có biết quýnh lộn Pokemon không? Oh, wait a minute. Vẫn còn nè. Rồi, còn thì bán luôn. Ảo thiệt. U, cái gì đó bán mắc người á. Ôi, cái gì đó bán mắc. U, cái này bán mắc vậy. Cái relic statue này bán mắc quá vậy. 200.000. Thôi. Không bán. Ôi, các bạn ơi, các bạn, cái này, nó có ý nghĩa gì vậy? Nó ý nghĩa gì mà các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha, sao là bán với giá lại cao như vậy? Ảo quá à. Hí. Thôi bây giờ là series Pokemon thành series săn zombie luôn rồi. Kệ nó, coi cho nó vui. Rồi, lên trên đây quýnh tiếp. Khu này là cái gì đây? Để tôi cai. Em nào trong đây ha? Em nào trong đây thì cũng sẽ bị anh hả cho qua lên đường thôi. À dạ, cái em này hả? Em này mới quýnh nãy. Em này thì đơn giản thôi.
em này thì cứ cho Rodin đi. Khu này mình nghĩ chắc là chỉ có Rodin là xử hết thôi chứ không có gì hết trơn. Khu này là Rodin là giải quyết hết đó, vừa mới lên cái chết luôn. Ê được kẹo nè dữ quá. Thôi không bắt đâu. Được kẹo này cho Cinderay. Cinderay ăn kẹo nghe. Đó, giữ chữ. Ok, để mình xem coi là Cinderay của mình đã Dynamax bao nhiêu rồi? 1 2 3 4 5. Ù. Còn 5 lần nữa thôi. Đấy, vậy tính là cũng đơn giản ha. Rồi vô nhà thi đấu chúng ta sẽ xử lý những cái anh này nào. Những cái người trong đây hình như là làm về liên quan tới lĩnh vực nuôi ong á. Thấy mặc đồ bảo hộ ong. Wow. Đẹp quá vậy. Wow. Cho em mượn về em trang trí nhà được không? Ồ đẹp thiệt á. Anh ơi cái này là gì mà đẹp vậy? Wooden greenhouse. Ok, ông trong đây ông rất là thích ong, thấy chưa mình nói mà. Ôi, có gì mà mạnh vậy? Ôi ôi, trong đây toàn là thứ dữ không mà ác quỷ không à. Rồi, sọ đen luôn. Thôi trong đây toàn là thứ dữ mà bạn ơi, chắc mình nghĩ là cái tiệc chiêu không dùng Poké Hill của mình chắc không thành công trong đây quá. Trong đây toàn là dân chơi không á. Toàn là level 9 mấy không. Mệt thiệt á chứ. Không phải đánh thường, không có update lên thì có chết luôn không trời. Được được, hợp lý, tôi thích rồi nè. Boss luôn nè. Wow. Hello anh. Ồ cái em này dễ thương quá à. Này thì dễ thương. Anh khen giả bộ thôi. Em tưởng anh khen thiệt hả, là anh không quýnh em hả? Không quá đâu, anh phải quýnh chứ. Không quá đâu, gần 100 mà sao mấy em này level gần 100 mà sao yếu vậy ta? Họ bị yếu một cách mà nó kỳ lạ luôn á. Hay là những em này là những em Pokemon thiên nhiên nên yếu yếu gì? Gì? Serberio hả? Ui này, em này nhìn đẹp nè, học em này nhìn đẹp thiệt, nhìn giống như con rồng á. Không biết sau này em có tiến hóa lên nữa không? 98 mà còn tiến hóa gì nữa? Hên xui nha, không biết nha. Close combat. Ra đi. Trong đây toàn là Pokemon hình như là của Gen 1 không hay sao à. Gen 1 hay Gen 2 vậy nè. Toàn là mấy Pokemon cũ hay sao á. Zacian xử hết luôn. Zacian 99 rồi nè bạn. Zacian 100 rồi nè. Zacian lên cấp rồi. Wow, Zacian của mình là Pokemon đầu tiên lên level 100. Let's go, Piggy nữa. Trời cho Piggy hoài luôn á. Đánh tiếp. Ủa, ông này là boss rồi đúng không? Hình như nãy thấy ông để tên là boss. Level 100 luôn, ghê thiệt á. Wow, con này nó nổ. Oh my god, nó nổ chết luôn cả em Zacian của mình. Không sao, vẫn còn Groudon. Groudon đây. Ây dạ, Groudon đánh cho mấy thanh niên này lộn nhào luôn đi Groudon. Ôi mà kem này như em chết là em nổ quá là sẽ kéo theo Groudon chết luôn á. Ủa ghét quá à. Có khi nào ông nổ thiệt không vậy trời. Ôi trời, ông chưa nổ mà mình chết trước không. Rồi, Eternatus. Trong đây là sợ mấy Pokemon hệ lửa lắm cho mà coi. Ê, dùng tư kỷ này không biết xài. Quê thì cái chứ. Dùng tư kỷ Z mà không xài không được, quê thì cái chứ. Mortim. Livion. Wow, dễ thương quá à. Nhìn mấy em mà kiểu nhỏ nhỏ thì nhìn cute ghê. Cute này thì cute. Hyper Beam. Yeah. Không có chiêu này rồi. Rồi tới công chuyện mấy chú nha anh. Hyper Beam. Nè, muốn thưởng thức Hyper Beam không? Đây, cho chú thưởng thức Hyper Beam nè. À, quên ao nhây, ao nhây dùng chiêu ao nhây lại coi. Trời, ao nhây tiếp, có gì đâu mà sợ. Nè, cho chú ăn hai bờ bim cho chú biết. Ủa, bờ bim mạnh gì mà. À quên, nó cấp 100 lần. Nó cấp 100 lần các bạn ơi. Không sao, mình lại ao nhây tiếp chứ có gì đâu.
Ui hên quá chưa chết. Mình lại ao nhay tiếp chứ có gì đâu. Nè, lại thêm một cái ao nhay nữa đi. Ôi thôi em xin anh. Em ngàn lần xin anh đừng. Hay quá. Trời ơi chết luôn. Thôi, chuyển qua dùng hệ lửa cho chắc đi. Trong đây toàn là Pokemon hệ lá không mà dùng hệ lửa hợp lý hơn. Dùng hai bờ beam không hợp lý rồi, hai bờ beam không ơi, holy crap. Ao nhay lại mới được. Recover. Oh my god, không kịp rồi. Rayquaza, xử. Cinderay. Trời ơi, Cinderay cân nổi không? Mấy con này đánh Cinderay chắc chết luôn rồi, xong luôn chạy. Cứ phư ăn đụng ta. Kệ thử nghe. Mình không biết cứ phư ăn được không nữa nên mình trải nghiệm đại. Ôi, rồi sao? Tại vì các Pokemon của tôi đã chết rồi đó thôi. Làm lại đi. Thì tôi mới có giả bộ vậy thôi mày. Sao anh dữ quá à? Mới giả bộ có xíu mà dữ quá ha các bạn ha. Dữ ghê á. Dữ cho tiêu luôn. Này thì hung dữ với tôi này. Tôi mới có giả bộ vậy thôi mà sao hung dữ với tôi vậy? Nè, hung dữ nè, thì hung dữ. Cinderay mãi đỉnh. À lộng, Zacian mãi đỉnh. Nói chung là Pokemon mình ai cũng mãi đỉnh hết. Hello. Oh, nhìn cũng ngầu phết á. Dạ thi đấu này cũng ghê á. Vậy thì để tôi đứng bên đây cho nó giống thiệt nha. 3, 2, let's go. Rồi, mời cô hãy tung ra các Pokemon của mình đi, để xem coi là tôi với cô ai mới là người mạnh hơn. À, biến hình luôn sao? Cũng dữ đấy. Nhưng tôi sẽ cho cô ăn một đòn duy nhất. Pokemon của cô sẽ vô trong bowl lại. Hiểu chưa? Có đây. Ê, Nó giỡn làm gì căng vậy? Nó giỡn làm gì căng vậy? Người ta nói đùa mà làm gì căng vậy? Nó đùa mà làm gì căng thẳng quá. Trời không sao. Còn Rodin mà sợ gì? Thundurus. Ồ, hôm nay mình gặp Thundurus rồi gặp này kia đầy đủ luôn bạn. Ai à, chết rồi, Rodin của mình trong đây không hợp lý rồi. Eternatus. Phun lửa thôi Eternatus ơi. Cứ phun lửa là em sẽ chiến thắng. Anh tin vào tuyệt chiêu phun lửa của em. Ấy, thấy chưa? Cái em Venomoth này khóc ngay. Khóc tiếp đi, Sunflora. À, Sunflora cũng ghê đấy. Rồi, chơi giờ tiếp thôi các bạn ơi. Mình phải chơi tuyệt kỹ, chơi giờ. Tuyệt kỹ chơi giờ mà. Ôi trời. Cái gì vậy trời? Cái gì nó quất một phát mà mình lên đường luôn vậy trời? À, Venusaur sao? Mang Venusaur ra để đầu với ta hả? Venusaur cũng chỉ là một chú ít con thôi. Giỡn thiệt hả chứ? Cái gì vậy? Chơi ao nhay. Ê, bắt trước này. Bắt trước, dùng cái chiêu này cho hết bắt trước luôn. Đánh nó, Rayquaza. Ôi ơi, chết rồi, nó đang còng chiêu rồi, bạn ơi, nó đang còng chiêu rồi, nó chuẩn bị tới công chuyện rồi. Đồ bắt trước. Ta sẽ cho ngươi hết bắt trước ta luôn. Một lần nữa là ngươi sẽ bãi bãi tình yêu, hiểu chưa? Ha, cái đồ bắt trước. Cái đồ mạnh quá. Cái đồ mạnh quá. Oh my god. Cái phương. Em mà chịu được một đòn là em giỏi lắm. Oh my god. Ôi, em chịu luôn rồi. Chúc chị luôn luôn sống lâu trăm tuổi. Trời ơi, cái gì mà mạnh dữ vậy bà nậu. One eternity later. Một MC giờ nè. Vô đánh với em tiếp. Hôm bữa mình mới đánh được với một bạn Caesar rồi. Hôm nay thì đánh tiếp ha. Đây là boss Epic thay. Epic thì chắc cũng dễ á. Quất luôn. Đó. Epic thì chắc cũng nhẹ nhàng thôi ha. Xử luôn. Let's go. Ý, có kẹo nữa nè. Rồi. Ý, tuyệt kỹ Z bị rớt ra. Oh my god, đồ mình nhiều quá.
Bây giờ đồ mình một đống luôn rồi, mình không có chỗ để đồ luôn. Hay da, trời ơi, kho đồ của mình cứng ngắc luôn rồi. Hết chỗ để đồ rồi, chắc là phải cho em Cúp Phư ra ăn kẹo cái đã. Nè Cúp Phư ơi, ăn kẹo đi. Rồi, ok. Ôi mà các bạn ơi, ngày hôm nay á, mình cày Cúp Phư lên level 84 rồi mà em kiểu chưa tiến hóa thành Yushifu nữa. Mình không có biết là mình có bị sai ở chỗ nào hay không á. Các bạn xem video này hãy bình luận cho anh biết nha. Trời ơi, mình cày từ nãy đến giờ rất là mệt luôn mà thấy em lên tới 84 luôn mà chưa tiến hóa là sao? Hay là cần một cái chất xúc tác gì đó để em tiến hóa thì các bạn hãy bình luận cho anh biết. Ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình phải kết thúc video tại đây rồi các bạn à. Tới giờ là mình phải không được chơi máy tính nữa rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình rất là nhiều luôn nha. Như các bạn yêu thích video này á, đừng quên nhớ lại cho mình một nút like nha. Còn những bạn nào lần tiến với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye. Hôm nay tổng kết lại tập này á, thì mình đã bắt được Rayquaza nè, đánh được Gachom rất là phê luôn. Ấy, có được đá mega của Gachom. Thế cho nên là đây là một tập kiểu cũng khá là bội thu ha. Cũng như là cày cấp được cho em Cúp Phư lên tới 84 lận. Trời ơi sao mà nhiều cấp dữ vậy. Mà chưa tiến hóa nữa. Thôi được rồi, còn bây giờ thì mình bye bye.